Rồi, xin chào tất cả các bạn. Sáng hôm nay thì mình dẫn anh em đi tham quan một cái vườn mai tại Hào Đức để cho anh em xem cái cây mai giáng long mà sau khi tuốt bộ lá và nó lên vàng búp xanh nó đẹp như thế nào ha. Đây, khu này thì một group đều như nhau luôn nha anh em. Đây, có những cái cây mai lạc lá nó đã bung búp xanh như thế này rồi, tây tàng đặc kẹo ha. Một cái mai nó giá trị là cái bộ tàng như thế này, cuồng thách đẹp, cuồng thân đẹp và bộ tàng nó phải dày ấm đó, lúc mà rựng lên vàng búp xanh này nè, rất là đẹp, cây cây rất là chặt chẽ, làm gọn, kỹ thuật làm gọn rất là đẹp, vừa phải. Ngọn nào ngọn đó cũng như như nhau luôn nha anh em, đều riếng ha. Cây phải trên ngọn phải có búp như thế này mới đẹp anh em, nhiều cây nó không có búp nó không có cái giá trị bằng. Giờ búp xanh nó bắt đầu nó rừng lên hết rồi. Cái này là dành cho thị trường miền Bắc nha anh em, miền Bắc rất là nhiều mai. Cái này là bỏ cái ly nước trà lên là không có sợ rớt nha anh em, không có sợ đổ ngã. Mấy anh em nó vui là bỏ ly nước trà lúc ly bia lên là không sợ đổ ngã nha anh em, tại vì người ta làm rất là kỹ, nó bằng chiến này anh em. Đấy. Bằng chiến mà mình đặt tay vô nó không có nghiêng nghiêu à. Đều tứ diện coi. Chỉ cần nục nạc lên cao nữa nó thu lại nó gút vô. Mai này thì mai cũng mai bán chợ thôi anh em, bán thị trường chợ, nhưng mà mai nó làm chăm sóc kỹ lưỡng, uống tía thì thôi cho khỏi nói luôn anh em, thấy không? Công phu cầu kỳ, một nọc một lạc dẫn dắt cái mai từ con lên lên. Đấy, khu vườn này rất là rộng nha anh em. Đây chỉ là một khu nhỏ trong cái vườn của người ta thôi. Chục mai đẹp quá. Đây cả mặt bông trên cây nữa nè anh em. Mặt bông trên còn trên cây này. Bước xuống luôn nha anh em. Úi chù, bước cũng chầm luôn. Đó. Úi chù, bông quá đẹp. Bông giáo nha anh em, bông giáo nhưng mà hết sức đẹp. Thôi này lấy nét không được à. Nắng quá. Chù, bông bớp ha. Thì clip mai này thì giá thành nó khoảng vài trăm cho đến vài triệu nha anh em, tùy theo số lượng anh em mua nhiều hay ít thì chủ vườn họ mới ra cái giá nó thích hợp. Tại vì anh em xem này, vườn người ta rất là rộng, bao nhiêu ngàn cây, xe thăm dưới này đây này nha anh em. Đây là một chú làm ra nha anh em, một chú làm ra thì rất là rộng nên là người ta bán số lượng phải phải hàng trăm cây trở lên người ta mới bán nha anh em, chứ 5-70 cây người ta cũng không có muốn bán, hoặc là bán cái giá nó không cao lắm. Giá nếu anh em mua 5-70 cây thì người ta bán sao đủ tiền 100 cây thôi, nên là anh em mua cứ mua 100 cây đi cho nó rẻ ha. Cái vườn mà mười mấy thiên mai mà bán làm sao cho nó nhanh nhanh hết chứ, bán mà còn thôi chứ năm sau làm mệt lắm em, chăm sóc không có chỗ bỏ, không có chỗ tưới tắm đồ, nó chặt lắm. Đây, khu như thế này là cũng chặt rồi nè nha em,
uống chưa rồi nó khó khăn rồi. Trời, như cái này nè, quá là đẹp, hết sức đẹp luôn. Nhìn cái dàn ghim tre mà không thấy đường, thấy nét cái luôn mà mít ha. Đây là cái nét đặc trưng của làng Mai Bình Định nha anh em. Thì kỹ thuật tại vì mỗi vùng miền nó có mỗi cái nét riêng. Ở mình thì hay mưa, mùa mưa gió bão bùng mà thì phải làm như thế này để cho cây mai nó cứng cáp, nó khỏi đổ ngã. Chứ làm dây mưa mưa gió nó quật gãy đổ quẹo tứ lung tung hết nha anh em. Nên chỗ anh em thì anh em miền Nam nó khí hậu nó ôn hòa hơn thì người ta có thể làm dây làm kẽm. Chỗ mình thì đi bằng ghim tre cho nó chắc ăn, với lại tre nó nhiều nữa nha anh em, giá thành nó không rẻ, dễ làm nữa, bông khá đẹp ha. Vườn này thì được cái bông đẹp nhiều, bông đẹp nhiều, giá bông đẹp, cúc đẹp. Đây có cây mai nằm riêng mình đó nè em, hàng này có cây riêng. Giờ rừng vàng bụt xanh, rừng vàng bụt xanh này tây tàng ship drip ha, quá là xuất sắc. Đấy tây cành em thấy không? Chú làm rất là kỹ. Chú ngon bông búp tay cành đại chi hết. Cái đây em dạy nha anh em, người ta làm kỹ thuật cao thì nó đều đều như nhau thôi. Mình lên cái dàn lá mai quay cho anh em xem chút. Đây cái dàn chậu lá mai, cái clip lớn của người ta này. Đấy, cũng có người mua lựa làm dấu hết rồi. Chục rừng vàng bụt xanh không? Anh em thấy mơ chưa? Ui, búp cái này vậy đó. Sáng rỡ, càng bóng. Kỹ thuật làm cây như thế này là quá đỉnh nha anh em. Tiền nào của đó nha anh em. Làm kỹ thì nó đẹp, giá thành là bán nó phải cao, phải nhiều tiền hơn. Chứ còn làm báu lấu thì bán nó rỉ, nhưng mà nhìn cái cây nó không có chất lượng. À, clip đá mài, clip lớn. Bông có mấy cây mặt sớm á, sung nó nửa bông hết rồi. Bông rất đẹp. Hai kia mấy anh em đang ship mai lại cuối năm. Cây rừng vàng xanh đẹp ha. Ui, quá đẹp. Bụt xanh thêm rõ hết. Ui, mai nhiều quá anh em. Rồi, mình cũng xin phép kết thúc video nha anh em. Video mình hơi dài rồi. Quay trời nắng thì điện thoại nó hơi nóng. Thì anh em xem clip của mình thấy hữu ích thì cũng nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình ra nhiều clip hay, đẹp, mai đẹp để mà anh em xem á. Chúc cái này mình vô giường này mình thấy mơ luôn nha anh em. Bông búp như thế này là quá là đẹp, quá đẹp. Chúc anh em dòm trực tiếp thấy mãn nhãn ha. Búp dày cui luôn.
Ui. Chúc cái nào của nó ăn bắp như thế này á. Cái này nhiều tiền. Đây, có cái này nở bông. Quá đẹp. Rồi, chào anh em ha. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.